Hello everyone, welcome back to my channel. Clip này thì mình sẽ chơi loại 8 game. Và đây là những tựa game của Slenderman rất hay và hot trong những tháng vừa qua. Và mình đã lọc ra ở đây là 8 tựa game. Và các bạn cùng mình khám phá tựa game đầu tiên nhé. Slenderman Chapter 3. Ok. Oh my gosh. Wow. Sẽ lên mẹ chuyện liên tục. Oh my gosh. Tổng là các bạn phải thu thập 8 bức tranh. Cái loại như là Slenderman nữ. Kìa có một bức tranh nữa. Đó, và các bạn cứ đi xung quanh và tìm tất cả 8 bức tranh là các bạn sẽ hoàn thành được game này. Ok, và mình xin phép chuyển tiếp sang tựa game tiếp theo, Origin 3. Skip. Play. Ở tựa game này thì các bạn sẽ phải đi tìm 5 chiếc chìa khóa. It's really happening. Mình sẽ đi tầng 1 trước xem như thế nào. Phòng này không biết có gì không? Không có gì ở đây. Đây không có gì. Mình sẽ lên trên tầng. Wow, chiếc chìa khóa đầu tiên. Ok. Oh my gosh, ông ta đang ở đây. Chuồn cái đã. Keys, I'll find them and escape this place. Sau đó mình sẽ đi ngược lại và lên trên tầng tiếp. Wow, hai chiếc chìa khóa liền nhau.
should get out of here. Oh my gosh, ông ta vẫn đang ở chỗ này. Chuyện gì quá thứ tư? Và có hộp dương. Keys, I'll find them and escape this place. I'll find them and escape this place. Đó, và các bạn cứ đi xung quanh ngôi nhà này và tìm tất cả 5 chiếc chìa khóa là các bạn sẽ thoát khỏi nơi đây, thoát khỏi ông Slenderman. So, ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tình yêu thứ 3, Slender Rising. Let's go. Và tự game này thì các bạn sẽ đi xung quanh, thu thập tất cả những bức hình. Ồ, gần đây có một bức hình. Mình sẽ thu thập thôi. Bức hình đầu tiên. Wow, tiếng bước chân của ông ta khá là to. Chỗ này không có gì. Đây rồi. Oh my gosh. Ok. Bình thứ hai. Trong này không có gì. Đó, và các bạn cứ đi xung quanh cái mặt bản đồ này. Sau đó thì sẽ đi tìm những bức hình. Khi gặp ông Slenderman, các bạn phải quay đường thật nhanh và chạy luôn. Nếu không thì các bạn sẽ bị ông ta bắt mất. Rồi, ok. Và mình sẽ chuyển tiếp sang cái tiếp theo, Slender 2. Cũng là Slender Rising 2. Let's go. Ở cái game Slender Rising 2 này thì các bạn sẽ phải đi tìm 7 con ma. Nó sẽ bay xung quanh cái map bản đồ này.
Tựa game này thì nó dễ hơn tựa game Slender Rising. Đó là nó sẽ xuất hiện nhưng mà không liên tục bằng Slender Rising. Ok, let's go. Vẫn chưa nhìn thấy một con ma nào cả. Không biết nó bay đi đâu rồi. Gần đây có một con. Wow, đi rất là nhanh luôn. Đây rồi. Oh my gosh. Wow. Mất dấu tích con ma này rồi. Ok, mình sẽ đi lại xem. Video này gặp tiếp. Các bạn sẽ săn lùng những con ma và chụp ảnh đó. Còn ông Slenderman thì sẽ săn lùng các bạn. Cho nên là người thì săn lùng ma và ông ta thì săn lùng các bạn, cũng rất là nguy hiểm luôn đó. Và các bạn cứ đi xung quanh map bản đồ này, dần dần sẽ tìm thấy ma thôi. Đây rồi, con đầu tiên đây, mãi mà chưa bắt được con đầu tiên này. Ok, đó, và các bạn cứ đi xung quanh và tìm tất cả là 7 con ma nhé. Và bây giờ thì mình sẽ chuyển tiếp sang cái game tiếp theo, Slender Free. Let's go. Ở Slender Free này thì nó giống Slender Rising. Đó là các bạn sẽ phải thu thập những bức hình. Còn Slender Free 2 thì lại giống Slender Man 2, là cũng thu thập những con ma thôi. Rồi mình sẽ đi lại. Vào trong khu vườn này đi. Bình thứ hai đang gần đây. Đây rồi. Ok. Wow. Đi đúng ở chỗ ta. Đó, các bạn cứ đi xung quanh, sau đó thì sẽ thu thập những bức hình. Ok, và bây giờ thì mình sẽ chuyển tiếp sang cái tiếp theo, Slender High Free. Let's go. Các bạn ở trong tòa lâu đài này. Đây là một tòa lâu đài khá là rộng nhá. Và không cẩn thận sẽ bị lạc.
Gần đây có một con, mình sẽ đi bắt luôn. Wow, nó đâu rồi? Mình thử đi đường này xem. Đây không có gì. Hoặc có thể đó dưới tầng 1. À mà mình đang ở tầng 1 đây. Đây rồi. Con đầu tiên. Oh my god. Đó các bạn, sau đó cứ đi xung quanh đâu toàn đâu là này. Các bạn sẽ thu thập tất cả là 7 con ma. Mình đang ở tầng 2 chứ không phải tầng 1. Và các bạn sẽ xuống tầng 1. Đi tiếp. Rồi ok, và mình sẽ chuyển tiếp sang cái tiếp theo. Slenderman 2, Chapter, New Game. Chơi. Ok. Ở đây thì các bạn sẽ phải thu tập 8 tờ giấy. Nó như là 8 bức hình, chứ không hẳn là tờ giấy. Đây rồi. Ở thứ hai. Trong ngôi nhà này xem có gì không? Không có gì ở đây. Mình đã đi ra ngoài thôi. Rồi thứ ba đây rồi. Rồi thứ tư. Kìa, Slenderman kìa. Wow. Ông ta vẫn đang đi đằng sau người mình. Đó, các bạn cứ đi xung quanh và tìm tất cả là 8 tờ giấy nhá. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang tới game tiếp theo. Start game. Let's go. 12 giờ đêm. Ở đây thì các bạn sẽ phải đi tìm tất cả là 5 chiếc ca. Và trong 5 chiếc cam này nó sẽ xuất hiện Slenderman. Và mình sẽ phải xem Slenderman sẽ ở chiếc cam nào. Slenderman ở chiếc cam thứ 4, Quách Cho. Và ông ta lại sang chiếc cam thứ 5 rồi. Ông ta lại chuồn đi luôn mà. Ok. Cam 2 xem, vẫn chưa có ở đây. Ông ta đang cam 2. Nhìn vào trong ngôi nhà này. Wow. Xong cam 1 rồi.
Samba. Mất tích cũng ta rồi. Oh my god. Đó và các bạn cứ tìm 5 chiếc cam này để xem ta xuất hiện đâu. Vẫn chưa thấy ông ta. Oh. Và các bạn sẽ coi làm sao để càng lâu thời gian này càng tốt. So, ok, và mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.